cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 cùng với các biện pháp phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị. Một trong những chủ trương căn bản mang tính chiến lược để đưa cuộc sống trở lại bình thường là mọi người dân đều được tiếp cận vaccine phòng COVID-19. Thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm mọi nguồn cung vaccine nhằm bảo đảm mọi người dân đều được bình đẳng, công bằng trong tiếp cận vaccine. Theo Bộ Y tế, đến thời điểm hiện nay, có 6 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ cấp phép sử dụng tại Việt Nam, đã có hơn 7,5 triệu liều vaccine được tiêm tại Việt Nam. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế và CDC Hoa Kỳ cùng các chuyên gia dinh dưỡng, trước và sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, người dân nên đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân đối và giàu năng lượng để hỗ trợ tốt nhất cho hệ thống miễn dịch sau khi tiêm phòng, nên ưu tiên ăn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và kháng viêm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, tùy theo cơ địa của từng người mà có các phản ứng ở mức độ khác nhau như sốt nhẹ, đau mỏi khắp người, đau sưng tại chỗ tiêm, các triệu chứng sẽ thuyên giảm và khỏi hoàn toàn sau 1 đến 2 ngày. Để giảm bớt tình trạng này, thì ngoài chế độ chăm sóc, theo dõi, cần chú ý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để cơ thể nhanh phục hồi, khỏe mạnh. Đầu tiên, cần bổ sung nước cho cơ thể đúng cách. Sau khi tiêm vaccine COVID-19, cơ thể thường có các dấu hiệu đau sốt. Vì thế, việc bổ sung nước lại càng có vai trò quan trọng, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Khi uống nước, chúng ta nên uống từ từ và chia nhỏ lượng nước cần uống. Các loại nước hoa quả có thể uống bổ sung như nước chanh, nước cam, nước bưởi ép để cung cấp thêm vitamin C, A cần thiết cho cơ thể. Tiếp theo, chúng ta cần chế độ ăn giàu vi chất dinh dưỡng. Một chế độ dinh dưỡng tốt cung cấp đủ cho nhu cầu cơ thể các chất dinh dưỡng và cân đối về tỷ lệ các chất dinh dưỡng. Đồng thời, để tăng sức đề kháng cho cơ thể, chế độ ăn hàng ngày cần bổ sung các loại thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng từ nguồn động vật và thực vật. Rau quả là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Vitamin và chất khoáng có vai trò rất quan trọng trong đề kháng và miễn dịch cơ thể, nếu thiếu làm giảm sức đề kháng và miễn dịch chống lại các virus, vi khuẩn gây bệnh. Các vitamin và khoáng chất giúp nâng cao sức đề kháng và miễn dịch gồm vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E và chất khoáng như sắt, kẽm, selen. Theo khuyến nghị về rau xanh và hoa quả chín, thì lượng rau xanh từ 200 đến 300 gram trên người trên ngày, quả chín từ 100 đến 200 gram trên một người trên một ngày. Những lưu ý đối với việc lựa chọn và chế biến thực phẩm là thực phẩm phải tươi sống, không ăn những thực phẩm gia cầm và gia súc bị chết do nhiễm bệnh. Các thức ăn cần nấu chín kỹ, chế biến dạng lỏng, hay mềm, dễ tiêu hóa. Không ăn tái, ăn gỏi, tiết canh, chín sống. Sau khi tiêm, người mệt mỏi, chán ăn, sốt, sưng đau, chúng ta cần ăn thức ăn mềm, dễ tiêu như cháo đậu xanh nấu thịt, cháo hành nấu thịt, súp gà, súp cua, đồng thời chia làm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Vậy những đồ uống, thực phẩm nào nên tránh? Nên tránh uống rượu sau khi tiêm vaccine COVID-19 vì rượu có thể ức chế miễn dịch, làm cơ thể mất nước. Uống rượu làm suy giảm khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể, tăng nguy cơ biến chứng và có thể gây khó khăn cho việc phân biệt giữa phản ứng của rượu và phản ứng của vaccine. Không ăn thực phẩm nhiều chất béo bão hòa, các thức ăn nhanh, thức ăn chế biến bằng cách chiên, rán, nướng nhiều dầu mỡ như gà rán, xúc xích, lạp xưởng, khoai tây chiên chứa nhiều chất béo bão hòa làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể, gây ra những tác hại cho sức khỏe. Năm nhóm thực phẩm gia vị nên có trong thực đơn trước và sau khi tiêm vaccine COVID-19. Một là rau có lá màu xanh đậm. Những loại rau có màu xanh đậm chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp kháng viêm hiệu quả. Một số loại rau được khuyến nghị nên dùng như bông cải xanh, cải bó xôi, cải xoăn, rau bina, rau ngót, rau muống. Hai là canh hầm hoặc súp. Đường ruột đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể, trong đó đã bao gồm duy trì phản ứng miễn dịch của cơ thể. Vì vậy, một trong những lưu ý quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh là nuôi dưỡng đường ruột khỏe mạnh. Canh hoặc súp được phối hợp với các loại rau củ giàu chất xơ và các gia vị kháng viêm là nhóm thực phẩm đặc biệt có lợi cho đường ruột. 3. Là hành, tỏi. Đây là nhóm thực phẩm có công dụng tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, cung cấp nhiều lợi khuẩn probiotic tốt cho đường ruột, tăng khả năng miễn dịch. 4. Là nghệ. Nghệ là gia vị chứa rất nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe gồm các curcuminoid, tinh dầu nghệ, protein, các chất vô cơ, hợp chất vi lượng, chất xơ và tinh bột nghệ. Nghệ có tính kháng viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ não bộ khỏi tình trạng căng thẳng tinh thần. 5. Là việt quất. Việt quất là loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, cùng với các vitamin như C, B2, B6, E và K, chất xơ giúp tăng cường nồng độ serotonin, chất dẫn chuyển thần kinh liên quan nhiều quá trình sinh học của cơ thể. Một điều cần lưu ý trong 7 ngày đầu sau tiêm chủng, người tiêm cần theo dõi dấu hiệu, toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm và thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Chúc quý vị và các bạn khỏe mạnh và an toàn.